Bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Hòa Thủ. Mấy ngày rồi mà chỉ đọc truyện tranh thôi sao? Có hay không? Gần đây truyện tranh nó cũng hay lắm đó chú. Vậy thì tốt rồi, đến truyện tranh còn thú vị nữa. Từ trước tới giờ, sách con đọc chỉ toàn là sách về nấu ăn thôi. Giờ con nghĩ lại thì, sau khi mà con lớn lên, không có ngày nào con sống mà không nghĩ tới những món ăn. Vì do chú mở quán ăn cho nên mới vậy đúng không? Đây là món gì vậy chú? Vì sợ con không có sức ra ăn cho nên chú đã mang tận vào đây cho con đó. Ăn canh bột mì đi. Wow, canh bột mì khoai tây, thích quá trời luôn, thích lắm luôn á. Bây giờ con muốn ăn gì thì cứ ăn, muốn ngủ thì cứ đi ngủ, việc gì muốn làm thì cứ làm, còn nếu như không thích làm á thì đừng có làm gì hết. Chú hãy cùng ăn cùng với con luôn đi. Sợ quý cô đây nhìn thấy mặt tôi thì sẽ bất tiện, cho nên tiểu nhân xin phép lui về nhà bếp. Một lát nữa chú sẽ ăn thôi. Ngon không? Ôi, sao anh tới đây giờ này? Thấy nấu ăn phiền phức quá cho nên là tôi đến đây ăn trưa. Anh đến đúng lúc đó. Ăn canh bột mì khoai tây nha. Ngon đó. Hôm nay dân sinh cũng không đi làm à? Vì phải nghĩ làm thế nào để báo đáp ơn huệ. Mà con bé đã phải nỗ lực hết mình để thật giỏi mọi thứ, phải thật hiền lành hơn người khác. Cũng vì nghĩ phải trở thành một người được trọng dụng, mà từ nhỏ con bé có vẻ đã rất vất vả. Em thấy có lỗi vì đã nuôi dạy con bé như vậy. Bản thân phải sống thật chăm chỉ, và bây giờ trong đầu dân sinh thì luôn rối bời, vì luôn nghĩ đến những tổn thương của Đa Chơn. Từ nhỏ con bé đã luôn bảo vệ cho Đa Chơn mà. Dạ anh nói đúng. Dân sinh nghỉ làm rồi đóng đinh trong nhà suốt sao? Hay tôi dẫn con bé đi cầu nhà, suy nghĩ cũng sẽ điềm tĩnh hơn. Ngắm cảnh thôi cũng thấy thú vị. Gió bên hồ thổi mát mẻ nữa. Câu cá hả? Đã đến đây câu cá thì phải câu mới được. Đến câu cá thì có nhất thiết phải câu cá đâu. Khi nào có cá vậy hả chú? Chú sẽ đi mua cà phê, còn con theo dõi nha. Nếu như cần câu chuyển động thì nói với ông càng. Dạ. Khi nào cá mới xuất hiện vậy hả bác? Ồ, thực ra có nhiều ngày cá không bao giờ tới đâu. Vậy đi câu cá làm gì chứ? Có thể xem, đây là một loại quan hệ mong muốn đó. Một mối quan hệ mong muốn cũng có trong câu cá hả? Nếu như không bắt được thì lần sau nhất định phải được. Đầu tư thời gian và mồi, phải mua mồi câu, rồi đổ xăng tới tận đây. Ngồi đau lưng cả ngày, nếu không bắt được một con thì sẽ rất giận. Sau đó sẽ liền nảy sinh sự mong muốn phải bắt cho bằng được. Đây chính là quan hệ mong muốn đó. Nếu vậy, nếu bắt được là không tới câu nữa sao? Không phải. Nếu bắt được thì lần sau sẽ lại càng muốn bắt được nhiều hơn nữa cho mà coi. Thì ra lý do câu cá không chỉ có một mà thôi. Còn sao vậy? Nhà hàng nhiều việc lắm mà. Dạ không có. Hay là không nói về nhà hàng đi ha. Hey, cho qua. Vậy thì nên nói về chuyện gì ha? À, hay là nói về tình đầu nha? Dạ được đó, con thích nghe lắm đó. Trước đây bác có từng kể về một người có khuôn mặt và nụ cười tỏa nắng hay chưa vậy? À, người đó chính là mối tình đầu của bác. À, không biết đó có phải là mối tình đầu hay không. Nhưng mà đời này bác chưa từng yêu ai nhiều tới mức như vậy. Nói một cách nghiêm túc thì là mối tình đầu. Là mối tình đầu của bác cũng như tình cuối. Là tình cuối? Thật sao? Cô dân sinh đây cũng rất là giống với cô ấy đó.
Lần đầu gặp con, bác đã ngạc nhiên vô cùng. Thật sao bác? Chà, lần đầu tiên bác cảm thấy rất là thần kỳ. Sao lại giống nhau như vậy? Lúc mà con bỏ quyển truyện tranh xuống và hỏi khi nào câu được cá thì tim bác loạn nhịp đó. Sao có thể giống nhau như vậy? Có vẻ như người đó thực sự rất giống con. À không phải, phải là con giống người đó mới đúng. Nhớ ngày xưa khi người đó đi câu cá, người đó cũng giống như con vậy. Giống y chang con lúc nãy. Đột nhiên bỏ quyển truyện tranh ra và hỏi khi nào câu được cá, giống y như con vừa tái hiện lại. Sao lại trùng hợp như vậy? Nhưng mà cũng rất thú vị. Nên là bác muốn nói về mối tình đầu của mình. Con có biết không, ở độ tuổi này người ta sống trong quá khứ nhiều hơn. Vậy con sẽ làm bác nhớ lại sao hả? Ồ, con cứ cười như vậy là được. Giống y chang như đúc luôn đó. Nếu như mà cả ngày con ngồi đây và cười thì cơ miệng đơ cứng mất, còn không được trả tiền công nữa. Ồ, cần thúng rồi. Nè nè, giật giật giật, giật đi, giật cần câu. Mau lên. Ôi trời. Wow. Yeah. To chưa kìa. Con học câu cá bằng sách cũng được nữa hả? Dù vậy thì cũng phải biết được nguyên lý và lý luận của nó thì cô dân sinh đây mới thỏa mãn được chứ. Nhưng mà tìm hiểu trong sách nào thì cũng được hay sao? Khi câu cá, chú có biết tại sao tâm lại tỉnh không? Thì quăng cần câu để đó, rồi cứ nghĩ này nghĩ nọ thì lòng mình sẽ được nguôi ngoai thôi, không đúng sao? Cái đó là suy nghĩ của người chưa từng đi câu. Bởi vì cả ngày chỉ mãi mê tập trung vào việc coi cần câu có rung chuyển hay không, nên là không còn thời gian để nghĩ gì hết. Đi câu cá giờ con cảm thấy tâm trí của mình cũng đã dơ đi một chút phiền muộn rồi. Vậy tức là tâm trí của con đã được giải tỏa rồi. Đúng nghĩa đen thì tâm trí được xóa trắng. Chỉ cần trải qua nửa ngày mà không suy nghĩ bất cứ điều gì, vốn dĩ đã là việc khó khăn rồi. Tất nhiên rồi, có một khe hở thôi thì tất cả những suy nghĩ sẽ bị xâm chiếm đó. Vậy thì không thực hành việc tọa thiền được rồi. Đúng rồi, trải qua nửa buổi mà không suy nghĩ gì hết chính là tọa thiền rồi. Ơi trời, cô dân sinh nhà chúng ta chỉ một chút nữa thôi là đạt đến cảnh giới rồi. Con nói thật nha, tư tưởng người hiện đại á, bị ô nhiễm rồi. Chưa gì mà đã đắc đạo rồi hả? Yêu cầu ra ngoài bật đèn bảng hiệu lên đi. Hôm nay mọi người đã vất vả nhiều rồi, quán không chuẩn bị nhiều, mong mọi người ngon miệng. Dịp gì vậy? Hôm nay là canh bả đậu nè. Con đã bỏ sườn heo vào hầm chung đó bác. Trời đất ơi, có chuyện gì vậy? Ngoài chợ cũng bán bả đậu luôn hay sao? Dạ, con lấy bả đậu của nhà ngoại. Bây giờ cũng cho miễn phí nữa hả? Con có đưa tiền mà không chịu lấy, lại còn mang đến tận đây nữa. Nhớ trước đây, khi mẹ của bác kêu bác ra cửa hàng mua đậu hũ vào buổi sáng, thì bác đã cầm một cái chén đến cửa hàng. Vậy thì đậu hũ đóng hổi vừa ra lò được bỏ vào cái chén. Bác cầm hai tay chạy một mạch về vì sợ đậu hũ sẽ bị nguội, và như vậy thì sẽ không còn giữ được mùi thơm của đậu nữa. Mua đậu hũ ở cửa hàng đậu hũ sao? Siêu thị không bán à? Mua xong rồi bỏ vào canh kim chi, dầm đậu hũ ra ăn thật sự rất là ngon. Cứ 2-3 ngày bà đi mua đậu hũ một lần, cho nên là mọi người trong làng cứ vậy cho là bá đậu luôn. Cái gì bả đậu này kỳ quá. Vị của bả đậu mà kỳ cái gì mà kỳ chứ. Mẹ của tôi cũng từng rất thích canh bả đậu. Hôm nay tự nhiên thấy nhớ mẹ ghê. Tôi biết vì sao cưng Su là món canh bả đậu rồi. Dạ tại sao? Con muốn món này thành món ăn phụ mới đúng không? Sau khi đa chân làm loạn lên đó thì bầu không khí cứ luôn trầm xuống. Có thật vậy không? Làm tôi cứ nghĩ tại sao lại làm món canh bả đậu. Tôi đã rất lo lắng không biết phải làm sao để nhìn mặt mọi người sau này. Sao phải lo lắng những chuyện như vậy? Vì tụi con đã nuôi dạy Đa Chơn thành một đứa tệ như vậy. Không sao mà, đứa trẻ nào lớn lên cũng vậy hết. Đâu thể nào chỉ có bộ dạng tốt đẹp thì mới là tốt. Thằng nhóc ô bốc này cũng từng đánh nhau.
Thậm chí Chân Huynh cũng có thời gian không thèm nhìn mặt ba của nó luôn mà. Khi trưởng thành đứa nào cũng chấp ngã hết. Con gái của một giáo viên con thấy xấu hổ quá. Có cái gì phải xấu hổ? Xấu hổ với ai hả? Cậu Bắc, cậu Cơn Su hả? Hay là bác, hay là Dông Gu? Ai cũng hiểu chuyện hết thì có gì phải xấu hổ? Đã là một gia đình thì xấu tốt gì cũng chia sẻ với nhau mà. Cảm ơn bác đã nói vậy. Cảm ơn anh. Cũng xin cảm ơn cậu Kinh Su vì bữa tối. Dạ có gì đâu anh. Trên đời này làm gì có ai được như cậu Cơn Su đâu. Luôn chăm lo cho tất cả mọi người. Nếu nghĩ nhiều cho người khác như vậy thì sau này cậu sẽ hóa thành Ngọc Xá Lợi cho bà xem. Không có sao đâu. Chỉ cần đi câu cá là mọi suy nghĩ sẽ tan biến. Đi câu cá cùng với chú như vậy á, không còn gì mong muốn hơn nữa. Con có thấy đói không? Ăn cơm hộp nha. Ừ. Nè. Chú làm gì vậy chứ? Con lớn rồi mà. Là con gấu trúc đó. Con nói muốn trở thành gấu trúc mà. Gấu trắng sẽ xuất hiện cho xem. Cho nên là chú đã chuẩn bị thêm một thứ. Đây. Bên trong có kim chi xào đó. Như vậy thì sao con không thích chú được chứ? Con uống thêm nước súp nè. Đúng là tốt thật. Sao lại muốn con lấy chồng chứ? Như thế này thật là tốt. Sao lại kêu chú đi lấy vợ? Chỉ cần hai chúng ta thấy ổn là được rồi. Chỉ cần chúng ta thấy tốt thôi thì đâu có được. Chú cứ nghĩ tới câu nói vì chú mà con không biết đến cô đơn. Chú cứ lo câu cá đi, để mình không đắm chìm vào những suy nghĩ vu vơ. Dân xin à, sao con lại không gặp Chân Huynh? Gió xuân thổi mát quá, khiến con người buồn ngủ quá đi. Chú Hoa Canh cần câu giúp con nha. Việc đốc thúc bộ phận kế hoạch khi nào có thể đưa ra công thức anh xương hầm giải rượu rất quan trọng. Con cần phải khẩn trương lên. Dạ con biết rồi. Điều quan trọng là cần phải đưa ra nhiều sản phẩm có sức cạnh tranh mới được. Chỉ cho ra vài sản phẩm thì số tiền đầu tư vào sẽ bay đi hết. Như vậy là lỗ vốn rồi. Dạ con biết rồi. Không thể cho ra đúng dự định ban đầu. Thực ra thì Dượng cũng có chút lo lắng. Trong lúc quan trọng như thế này mà không có Kim Dân Sinh thì không ổn đâu. Chúng ta cần phải thận trọng. Không cẩn thận là bị triệu tập. Và chỉ cần mở cuộc họp kỷ luật thì tất cả gốc rễ sẽ bị lòi ra hết. Việc mà cô Sally Đa Chân làm chuyện đó, nếu như mà bị vạch trần á thì cô sẽ mất hết tất cả, không còn gì nữa. Có chuyện gì vậy? Không biết là bây giờ chị có tâm trạng là một ly trà hay không. Cô đem trà vào tận đây thì nghe yêu cầu của tôi luôn đi. Chị nói yêu cầu là sao vậy? Nếu như Sơn Trang về trụ sở thì tôi sẽ đề xuất chồng của em về nhà hàng giữ chức tổng quản lý. Cho nên cô hãy xử lý bức thư đó đi. Tôi không cần vị trí tổng quản lý đó đâu. Vậy thì cô cần cái gì đây? Hãy để Chun Dân ngồi vào vị trí tổng quản lý của bộ phận kế hoạch đi. Chun Dân đâu thể làm được việc. Để trở thành một người thừa kế thì phải ngồi vào ghế tổng quản lý mà. Công việc thì đã có cấp dưới xử lý rồi. Với lại không phải chị sẽ làm tất cả công việc sao?